Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Mã nhé. Hôm nay lại về được mấy cái con đồng hồ cơ này. Đấy, lên cho bác mã cơ nhé. Đấy, thì đầu tiên các bác lướt qua kênh thì và xem video thì đừng quên ủng hộ cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh để cho kênh của em được phát triển này. Đấy, thì cũng như có lượt tương tác để em được phát triển kênh và ủng hộ em rất nhiều. Thì em xin cảm ơn rất nhiều các bác nhé. Đấy, thì trong video có sản phẩm nào mà các bác quan tâm thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 132 198 các bác nhé. Đấy. Thì trước mắt các bác là một con Senkosa, con này cót 14 ngày các bác nhé. Đấy, con này thì cũng là tương đối còn ok đấy, em vừa nhập về chưa có lau chùi đâu. Đấy, em để lấy cái khăn lau về được mấy con lên cho các bác, mới khui ra được mấy con. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là đi được 40,5 cm các bác nhá, 41 cm. Con này được 23 cm chiều ngang. Đấy, con này thì nó có cái chế độ của nó là chuông như thế này và cót của nó chỉ được có 14 ngày thôi các bác nhá. Đấy, cót 14 ngày. Con này chuông nó như này. Đó, cung chuông đánh rất êm luôn nhá. Đấy, con này thì nó tay cót vẫn còn đầy đủ nhá. Quả lắc tay cót vẫn còn. Đấy, đang lắc rất là nhịp nhàng. Ok. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã ra. Lên mã ra con này là mã số mã E nhá. Đấy, hôm nay lên mã E. Hôm nay lên con mã E nhá. Đấy, hôm nay lên đồng hồ cơ. Đấy. Chuyển mã sang chuyển mã E cho các bác. Con mã E1 này. Con mã E1 nhá. Đấy, con này là con mã E1 này. E1 này. Đấy, mình lấy cái bút bên này nó khá là to hơn. Con E1 nhá. Đấy, con này thì em gửi đến các bác là 1,3 triệu các bác nhá, 1,3 triệu. Đấy. 1,3 triệu cho con E1 này, đồng hồ cơ cót 14 ngày Senkosa. Đấy, cót 14 ngày của máy Japan nha các bác nhá. Đấy, thùng bè của nó rất đẹp luôn, vẫn còn ok. Đấy, cũng là sáng láng luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Nhìn rất đẹp. Đó. Các bác quan tâm lên mã cho con E1 1,3 triệu nhá. Đấy, máy móc còn rất là ok luôn. Đấy, đánh bánh răng đánh vẫn tanh tách tách luôn. Rồi qua mã này, con E1 nhá. Đây là thùng bè của nó như này. Đây, em sẽ quay cho các bác là cái thùng bè đằng sau. Đó. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy, rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em con E1 nhá. Và lên con tiếp con này là con E2 nhé. Con này con mã E2 này. Con này cũng con cơ, con này cơ 21 ngày. Đấy, con này 21 ngày các bạn. Con này nó có cái chiều cao của nó là cũng được 40,5 cm. Chiều ngang của nó được 24 cm thôi nhá. Đấy, con này 21 ngày. Lắc của nó là lắc inox. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Đấy. Đây thì em sẽ test cái chế độ chuông cho nó này. Đấy. Đấy, con này mặc kính mo nhé, con kia cũng kính mo. Con E1 cũng kính mo nhé, con E2 này cũng kính mo. Đấy, 30 phút thì điểm một tiếng, còn là tròn giờ thì đã đánh đủ này. Đó, tròn giờ đánh đủ cho các bác nhé. Rồi ok, các bác quan tâm lên mã ra. Con này thì nó cũng có chảy xước ở cái phần này các bác nhé. Mặt này thì mặt gỗ, thùng của nó thùng gỗ nhé. Đấy, thùng gỗ mà mặt của nó là hơi chảy xước tí này. Còn cái này là viền và cái màu của nó, màu gỗ của nó vân vân này. Cái này như gỗ này, gỗ cái phần ấy của nó là gỗ thịt, còn cái mặt này là gỗ phóc các bác nhá. Con này các bác lên mã cho là mã E2. Con mã E2 này, con này em gửi đến các bác là 1,4 triệu, 1,4 triệu các bác nhá. 1,4 triệu cho con mã E2 này. Rồi các bác quan tâm lên mã cho 1,4 triệu con mã E2 nhá. Đấy. Thùng bè của nó rất là ok, rất đẹp, còn rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời.
đây là cờ cho các bác nhé. Đấy. Còn Jupiter cái gì đấy, cót 30 ngày con này nhá. Con này thùng lớn này. Đó, con này thùng rất lớn luôn. Điểm chuông cho các bác nghe chuông. Con này thì chuông hơi nhỏ. Đấy, con này chuông hơi nhỏ các bác nhá. Đánh hai rung đồng. Đó. Đấy, 30 phút điểm một chuông, còn là tròn giờ thì đánh đủ này. Nó phải qua nhất qua số 12 một xíu nhé. Đấy. Đấy, con này thì mặt kính cũng mặt kính mo này. Con này thì nó to, con to hơn con kia. Con này chiều cao của nó được đi 42,5 cm, 43 cm. Và chiều ngang của nó 26 cm. Đường kính của mặt đồng hồ được 20 cm các anh nhé. Đấy, mặt kính mo. Rồi các bác quan tâm thì lên mã ra mã số này là mã số con E3. Con mã E3 này em gửi đến các bác là 1.500.000. 1.500.000 nhá, 1.500.000. Đấy, 1.500.000. Con này thì hoàn toàn của nó bằng gỗ thì tết nhá. Đấy, hoàn toàn bằng gỗ thì tết. Đấy, thùng bè rất đẹp luôn. Các bác có nhu cầu thì cứ vào liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0818 này 132198 các bác nhé. Thùng bè của nó còn tuyệt vời luôn. Đấy. Đứng đầy. Đấy, vào để các lắc chạy luôn. Rồi tiếp là một con này là con cũng con Jupiter này. Đấy, con Jupiter này là con nằm xuống nó kênh nó đang không ấy. Con này nó có cái chiều cao của nó là đi được 41 cm và chiều ngang của nó được 28,5 cm. Đường kính của mặt đồng hồ 22,5 cm. Con này thì tiếng chuông của nó này, vướng cái này. Nó bị vướng cái này mở ra không được. Đó. Đây con này chuông rất là vang. Đó, chuông rất là vang. 30 phút này. Đó, mình tròn giờ này. Đó. Rất là ấm luôn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy, con này mã này là con này là chiều ngang là chiều cao của nó 40,5 cm và chiều ngang của nó được 28,5 cm. Rồi các bác quan tâm thì lên mã của em. Lên mã cho em là con mã số con E4 nhé. Con này con E4 này. Đấy, con E4 này em gửi đến các bác là một con này thì nó có xuất sẹo tí nhá. Xuất sẹo tí này. Nhưng mà thùng của nó thùng lớn luôn. Đấy, các bác về có thể xử lý cái này cho em, dán đề can hoặc cái gì vào đây cho em. Đấy, thùng bè lớn, chuông đánh ok luôn. Con này em gửi đến các bác là 1.400.000 nhá. Đấy, 1.400.000. 1.400.000 cho con E4 này. Đấy, 1.400.000 cho con E4 nhá các bác nhá. Tư cho con E4 này. Con này là con gì đây? Con này con Citizen. Con Citizen này thì nó chế độ của nó bật nhạc ở đâu? Đây. Về chỉ giờ trong này. Con này dùng cho bác là hai quả pin đại nhé, hai quả pin đại này. Đấy, cái này em sẽ test chuông cho bác đến tròn giờ để nó phát phát nhạc này. Đó. Đó, đến giờ nó chuông như vậy đấy các bác. Em sẽ test lại phát nữa nhé. À, cái này là qua cái từ 11 giờ
từ 10 giờ đổ đi là nó sẽ không phát nhạc các bác nhé. Đây em sẽ để cái chế độ khác xem, A xem, chế độ A. Nó tự tắt nhạc, nó tự tắt cái chế độ nhạc của đêm rồi. Em thử lại xem. Đấy. Đấy, em thử đi một vòng nhé các bác nhá, xem như nào. Đấy, lên này. Và sau đấy ở cái từ 11 giờ đến 4 giờ sáng nó không phát nhỉ. Không phát nhỉ. Sao nhỉ cái này. Off này, on này. Đó, on. Có mà. Nó không kêu nữa luôn các bạn, em kêu phải vặn nó thì nó không kêu nữa luôn. Đó, cái nó vặn nó cái gì nữa không. Vặn nó cái gì nó cứ kêu nữa rồi, giờ nó lại kêu. Đấy, nó chuông nó như vậy nhé, cái này nó đang bị bệnh làm sao nó lại cứ lúc có lúc không chuông như vậy. Đấy, con này các bác lên mã cho em, lên mã cho em là con Citizen này, con Citizen này, mã này mã số bao nhiêu nhỉ, đấy con E4 này, con E5 này. Đấy, con E5 này, con này gửi đến các bác là đi con này 550.000 nhá, 500.000 thôi. Đấy các bạn, 500.000 con E5 này. Đấy, còn khung nhựa của nó bằng nhựa đấy các bạn. Đó, bằng nhựa. Đấy, đồng hồ chạy ok, nhưng mà cái này đang nhạc nó đang lằng ngoằng, không có vấn đề gì ở cái nút công tắc này. Mà em để từ trưa giờ, em khui hàng để từ trưa giờ đây thì nó vẫn cứ đến giờ nó vẫn cứ điểm bình thường, nhưng mình test thì nó không biết làm sao nó lại không được. Đấy, chưa thì nó vẫn ok mà có gì đâu, mà mình test thì nó lại trục trặc, nó tầm tịt thế. Rồi, lên một con Casio cho các bác nhé. Con Casio này nó có hai cái chế độ đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ số này và một đồng hồ kim. Đồng hồ số này nó có lịch này, hôm nay ngày 23 tháng 3 này. Đấy, ở đây mình bấm cái nửa trang dưới đằng sau này thì để mình xem cái giờ của cái đấy. Đấy, 23 tháng 3 nhá. 19 giờ 3 phút này. Đây, 19 giờ 3 phút nó ở đây nhá. Đấy, 7 giờ 3 phút là 19 giờ 3 phút nó đang nhảy nhé. Đấy, còn bây giờ mình không xem cái giờ số thì mình bấm một phát nữa thì nó sẽ về cái lịch nhé, nó sẽ về cái lịch. Đấy, con này con Casio này, nó bằng chất liệu là bằng nhựa thôi các bạn. Mà con này được 29,5 cm chiều cao và chiều ngang của nó được 30 cm. Đấy, con này thì các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Con này qua lên mã cho em là con này là sử dụng pin một pin tiểu này. Đấy, con này pin của nó luôn nhé. Đấy, pin của nó luôn. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con E6 nhé. Con này con E6 này gửi đến các bác là đi
con này 450.000 nhá. 450.000 cho mã E6 này. Đấy. Con này sử dụng một pin tiểu và hai quả pin trung, không biết sử dụng cái gì đây. Và chờ em xíu em lấy pin trung đã. Cái này em cho hai pin chung vào này. Con này pin chung không biết nó sử dụng cái gì. À cái này nó sử dụng đèn các bác nhá. Cái này nó sử dụng đèn ở cái kim này. À, ở cái kim này và kiểu cái hai cái chấm 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 12 và 6 này. À, chấm 12 và 6 này nó có phát phát sáng nhá. À, ví dụ có đèn sao đấy. Để em thử bấm cái này xem. Thử tắt cái đèn hộ cái xem nào. Em ra thử tắt đèn nhá. Đấy, xem nó sáng như nào. Tắt một bóng này. Thử ra như này. Xem nó sáng như nào. Đấy, đây này, nó sáng lên nhỉ. Đấy, nó sáng lên như này nha các bác nhá. Đấy, nó sáng lên. Nhưng mà mình tắt điện đi thì nó tự sáng lên chứ không phải là mình bấm cái đấy là mình test thôi các bác nhá. Đấy. Đấy, con này buổi tối đến là nó có đèn nha các bác nhá. Buổi tối đến nó có đèn. Đấy, các bác ví dụ như để ban đêm để đi lại này là có đèn là bác sử dụng thoải mái luôn. Con này các bác lên mã cho em là mã số E7 này. Con E7 nhá. Con E7 này em gửi đến các bác là đi 500.000 các bác nhá. 500.000 cho mã E7 nha các bác nhá. Đó, sử dụng một pin tiểu và hai quả pin chung. Nó ở kim này có đèn các bác nhá. Ở kim có đèn luôn. Đấy. Bấm nút này. Đó, kim này có đèn luôn. Rồi các bác lên mã cho em một con này là con mốc hết này. Giờ con này sử dụng pin chung các bác nhá. Máy kim trôi này. Con Citizen máy kim trôi các bác nhá. Đấy. Con này thì nó có cái nó còn khung gỗ này. Chiều cao của nó là 31 cm và chiều ngang của nó 32 cm. Máy kim trôi các bác nhá, khung bằng gỗ thiệt luôn. Đấy. Con này em gửi đến các bác là mã số E7 E8 này. Con E8 này gửi đến các bác là đi 450.000 cho con mã E8 nha các bác nhá. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho con E8 450.000. Máy lớn pin chung này. Đấy, máy lớn pin chung. Rồi một con pin tiểu này. Con này sử dụng pin tiểu các bác nhé. Máy của nó là máy kim nảy, sử dụng cho bác kim pin tiểu. Con này thì nó chất liệu của nó là bằng gỗ thịt nhé, bằng gỗ thịt luôn. Đấy, bằng gỗ thịt này. Rồi số của nó cọc số thì số học trò thôi, số viết nhé. Còn là máy kim nảy. Các bác quan tâm mình lên mã chưa? Con này là mã này số con E9 này. Con này có chiều cao của nó là đi được 30 cm và chiều ngang của nó là được 33 cm. Đấy, con này thì nó người ta làm theo kiểu có cái đường rãnh này. Đấy, có cái phào nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là con E9 nhé. Con này con E9 này. Con E9 em gửi đến các bác là đi 380.000 nhá. 380.000 cho con E9 này. Đấy, bằng gỗ thịt luôn coi nhá, bằng gỗ thịt. Các bác máy gọi là máy Nhật thì các bác dùng mức chỉ luôn. Đấy, không có lo nó hư hỏng nó vứt bao vẩn gì đâu. Không như máy mấy cái máy tàu. Rồi các bác lên mã cho em cái con này là con
Đấy, con này con đánh chuông nhá, đánh chuông. Con này thì nó đánh chuông các bác nhá. Đây máy kim trôi này, máy kim trôi. Con này em thử test chuông cho bác nghe này. Tắt chuông. Đó. Cái này tắt chuông đi nó test, chứ bắt đầu là nó đánh như vậy nhé, nó không đúng đâu, và phát sau nó mới đúng được. Con này chiều cao của nó được 34,5 cm và chiều ngang của nó được 28 cm. Máy kim trôi. Đấy, em test nhạc lại cho bác, test chuông lại cho bác nhé. Đấy, 6 giờ này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã kia là bác con E10 nhé. Con E10. Con E10 em gửi đến các bác, con này là đi 800.000 nhé. Đấy. 800. Một con đánh chuông nhé, đánh gông búa này, 800.000. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã chưa? 800.000 cho con mã E10. Lên con Nationa các bác nhá, Nationa. Con này sử dụng cho bác là lắc hình thoi, dùng hai pin đằng trước nhá. Con này nó sẽ có lịch này, con này có lịch luôn các bác nhá. Đó, đây con này chuông. Con này 30 phút là không điểm chuông các bạn. Đấy, tròn giờ là sẽ điểm chuông. Đó. Con này nó có chiều cao. Đấy, con này lịch rất đàng hoàng nhá, này có lịch này. Này em để đây là nó vừa là chỉnh, là chỉnh buổi trưa nó đang nhảy sang, cũng đã đúc trưa nó nhảy sang 24 rồi, đêm nó nhảy sang trưa mai nó nhảy sang, với là nhảy sang 25. Mình thì đêm nhảy nhưng nay nó nhảy sớm, là mình chỉnh buổi sáng. Con này được chiều cao là 42 và chiều ngang của nó là 25. Đấy, con này thì chất liệu của nó thì khung của nó là bằng gỗ. Đấy, còn đằng trước này khung này, cái này là bằng nhựa nhé. Đấy. Cái này nhựa, mặt này bằng nhựa, còn là khung này bằng gỗ. Đấy, mà con Nationa, máy Chasitone nhé, của NBC Japan. Con này các bác lên mã cho em đấy, con này quả lắc thôi, chạy nó lắc kinh khủng luôn. Đấy, lắc đúng đến hai cái điểm con ốc này nhé. Đấy, các bác cái này là về các bác treo là phải tuyệt đối cân, về nó mới lắc chứ không nó không lắc đâu. Đó, các bác quan tâm lên mã cho em là con mã này là mã số con E11 này. Con E11 em gửi đến các bác là con này là 950.000 nhé con nhé. 950.000 cho con mã E11 này. Lắc hình thoi của Nationa, máy Nhật nhé. Đấy, hình thoi. Rồi các bác quan tâm cho em nhé. Rồi lên một con Chasitone nữa này. Con này sử dụng cũng là sử dụng hai pin đại luôn. Con này sử dụng hai pin đại mà cũng lắp pin đằng trước này. Đấy. Đấy, con này cân chuẩn luôn để cho nó lắc nhá. Đấy, cân chuẩn luôn. Đấy, sử dụng hai pin đại đằng trước. Con này thì cũng bằng gỗ nhá. Đấy, mặt của nó thì đằng trước này cũng bằng gỗ. Như chỗ phần trên này thì nó là bằng gỗ dán này, bằng phốt ấy. Nên nó cũng có đang cái vấn đề nó lấm tấm, nó bóc trong bong tróc nha các bác nhá. Đó. Còn đằng sau nó cổ hồng của nó là thùng nhựa zin gỗ thịt luôn. Các bác quan tâm thì lên mã cho em là con mã này là mã số 12. Đấy, con này em sẽ điểm chuông cho bác này. Đấy. Đó. Con này 30 phút thì không có đâu các bác. 30 phút không có nhá. Chỉ có tròn giờ thôi. Đấy, tròn giờ thôi. Kích thước của nó thì là được đi 37 cm cho chiều cao và chiều ngang của nó được 25 cm thôi các bác nhé. Mặt đường kính của nó, mặt đồng hồ là được 20 cm. Con này mặt kính phẳng này. Đấy, con này mặt kính phẳng các bác nhé.
Rồi các bác lên mã cho em một con mã số 12. Con E12. Em gửi đến các bác là 850.000. Đấy, 850.000 cho con mã E12 này nhé. Đấy, vì con này nó không có lịch. Rồi các bác quan tâm lên mã cho. Gửi đến có một con đồng hồ đĩa này, đĩa kính pha lê các anh nhé, đĩa kính pha lê này. Con này nó có cái kim đồng hồ của nó bằng hình chiếc máy bay đang nhảy theo cái đĩa này. Đấy, và có cái mặt đồng hồ này là giờ của thế giới này, các múi giờ của thế giới nhé các anh nhé. Đấy, rất là nhiều loại đồng hồ loại giờ. Đấy, con này thì các bác quan tâm lên mã cho em nhé, con mã số 13. Đấy, đường kính của cái đĩa này nó được tới 28 cm các bác nhé, đường kính của nó được 28 cm và mặt đường kính của đồng hồ được có hại 13 cm thôi các bác nhé. Con này sử dụng cho bác là đi một quả pin tiểu như các bác nhé. Đấy, một quả pin tiểu, máy còn mới cáo luôn các bạn, nhà máy còn mới nguyên luôn. Đấy, máy còn mới nguyên luôn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho, mã này mã số con này là mã số 13, con E13 nhé các bác nhé. Đấy, con E13 gửi đến các bác là đi 750.000 cho các bác nhé, 750.000 cho mã E13 nhé. Rồi lên mã cho em con tiếp theo là con đồng hồ để treo tường. Con này sử dụng pin tiểu này. Đấy, máy của nó là máy kim nảy các bác nhé, con Citizen. Con này con Citizen. Đấy, con Citizen. Con này nó có cái khung của nó bằng gỗ nhé, khung của nó bằng gỗ, đằng sau của nó bằng nhựa. Chiều cao của nó được 30 cm và chiều ngang của nó 32 cm. Máy kim nảy Citizen, máy kim nảy các bác nhé. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã số 14 này. Con E14 em gửi đến các bác là đi 300.000. Đấy, 300.000 cho mã E14 các bác nhá. Đấy, sàng Citizen, máy của nó kim nảy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em E14 máy kim nảy nhá. Đấy. Rồi tiếp một con nữa là con này. Con này cũng kim nảy luôn các bạn. Con Citizen, con này cũng có Citizen luôn này. Citizen kim nảy luôn. Ồ, em nãy em quay không đúng với hình ảnh rồi. Đấy, em nói lại con E14 này đã nhá. Nãy em không nhìn thấy gì, không để ý cái điện thoại. Đấy, con E14 em quay lại em nói lại con E14 này. Con E14 này là con Citizen. Đấy, của nó là đi chiều cao của nó là được đi 30 cm và chiều ngang là đi 32. Đấy, máy thì máy kim nảy các bác nhá. Sử dụng cho bác là một là máy nhỏ và pin tiểu như này, một máy nhỏ pin tiểu. Đấy, thì con này mới giá con E14 là em để là giá 300 cho các bác này. Đấy, 300 cho các bác nhá. Rồi, tiếp tục lên một con E15. Con này là con E15 Citizen luôn, khung gỗ nhá. Con này có khung gỗ này. Con này các bác lên mã cho em là con E15 nhá. Chiều cao của nó cũng 13 cũng được 30 cm các bạn nhé, 30.5 cm và chiều ngang của nó 32 cm, máy kim nảy số nổi nhé các bác nhé. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em, chất liệu của nó thì bằng gỗ thịt. Đấy, chất liệu của nó bằng gỗ thịt nhé. Đấy, rồi lên mã cho em là mã số E15 gửi đến các bác là 380.000. Đấy, 380.000 cho con mã E15 các bác nhé. Đấy, giờ các bác quan tâm lên mã cho em E15 nhé. Rồi lên con số mã số 16 này. Đấy, con này con bát giác. Đấy, bát giác nhé, E16. Con E16 này thì nó hình bát giác này. Bát giác của nó thì có cái
thông số của nó là được đi 36 sen nhé, 36 sen cho cái thông số bát giác. Cái này lên mã cho em là mã số 16, con E16, gửi đến các bác là đi 400.000 nhé, 400.000, 400 cho E16 này. Con Coolerman, Coolerman máy của Mạnh Gia Ban nhé. Con này máy của nó là sử dụng bìa pin nút áo các bác nhé. Đó. Rồi con Senko nữa, lên một con Senko cho các bác là con này là sử dụng là con này kim nảy các bác nhé. Con này kim nảy chạy rồi, kim nảy. Đấy, con này thì cũng chất liệu của nó là bằng gỗ. Chiều cao của nó được 305 cm và chiều ngang là 33 cm. Con này máy kim nảy, sọc cọc số thì số trò, số viết tay thôi, số viết nhé. Rồi các bác quan tâm lên mã ra là mã số 17. Con E17 gửi đến các bác là đi 280k. Đấy, 280.000 cho con E17 các bác nhé. Tiếp lên một con Citizen nữa. Con Citizen nữa là nó chất liệu của nó bằng gỗ thịt các bác nhá. Đấy, một con Citizen. Sử dụng của nó cũng một máy pin tiểu này. Con này máy của nó kim nảy, số của nó rất là to, mà hình dạng của nó cũng rất to luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã cho là mã số 18 nhá. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là được đi 34,5 cm và chiều ngang của nó là được 36,5 cm. Đó, số của nó là số nổi kim này. Đó, nhìn rất đẹp luôn, chất liệu gỗ của nó gỗ thịt, nhìn rất ok nhé các bác nhé. Bây giờ các bác quan tâm lên mã cho em là con mã số 18 này, con E18 này, gửi đến các bác là con này lên giá đi 500.000 các bác nhé. Đấy, 500.000 cho con mã E18 này, máy của nó rất tuyệt vời luôn. Khung gỗ của nó rất là to luôn các bác nhé, rất là to luôn, khung gỗ rất đẹp. Rồi lên một con này là con này có cả lắc này, con này bỏ này ra không tới, con này sử dụng pin pin đại nhé. Đấy, con này mở mặt ra như này, con này không thấy chuông các bác nhá, con này không thấy chuông. Đấy, con này đồng hồ và quả lắc chạy bình thường, không thấy chuông. Rồi các bác nào mà sử dụng không cần chuông, giống như một cái đồng hồ bình thường thôi, thì các bác lên mã cho em là con này mã số 19 nhé, con mã 19 này. Đấy, đồng hồ quả lắc, đồng hồ quả lắc không có chuông. Đấy, em bán với giá không có chuông, còn bác nào về sửa chuông được thì các bác về xử lý nhá. Đấy, rồi con này là mã số 19, đồng hồ quả lắc. Con này thì đường kính và cái chiều dài của nó này, chiều cao của nó được đi 45,5 cm và đường kính của nó là 30 cm các bác nhá. Đường kính của nó 30 cm, còn đường kính của mặt đồng hồ được 20 cm thôi. Đấy. Đấy thì em bán với giá cái giá là giá để dùng các bác dùng đồng hồ quả lắc không thôi. Đấy, không có chuông, còn các bác về xử lý được chuông thì là cái tốt. Đấy, với giá con này là mã số E19 gửi đến các bác là 450.000. Đấy, rất bèo luôn cho các bác nhé. E19 450.000 là các bác sử dụng là đồng hồ quả lắc. Đấy, đồng hồ lắc nhé, không có chuông. Đấy, với một con đồng hồ quả lắc mà 450.000 thì là vừa dùng rồi các bác nhé, rất là ok. Đấy, chuông đây nhưng mà đó, nhưng mà nó không đánh.
Cái này thì các bác nào mà có tay nghề thì về xử lý cái phần chuông. Còn nữa con này là con này sử dụng một pin đại này, cho pin vào là đánh chuông rồi đây. Cái này 30 phút không có chuông các bác nhé. Con này theo em, như em đã để ý là kim này đang chạy rất chậm các bác nhé. Nếu từ nãy giờ nó phải được một phút rồi, nhưng mà này đang được mới được con nửa đấy, con này đang chạy chậm này. Đấy, cái này sẽ thanh lý cho các bác nhé, em sẽ thanh lý cho các bác con này về qua xử lý về cái mặt phần máy này. Con này thì em cũng đo về cho các bác là cái tổng thể chiều cao đấy, cho nó là được đi 45 cm chiều cao, và chiều ngang của máy được 26,5, và đế chân đế của nó cũng 26,5, trong lòng bụng này thì được 23, đường kính của mặt đồng hồ là 16 cm các bác nhé. Đấy, đấy con này thì nó đang có cái lỗi ở nó là chạy chậm đấy, kim của nó chạy chậm đó, và chuông đánh cũng hơi chậm đó. Cái này cũng 8 giờ kém 20, em đấy, cái này phải test cho bác đấy, lắc rồi đang chạy như kia. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em nhá. Con quên em chưa lên mã. Lên mã cho em là mã này là mã số con 20 này. Con E20. Con này em gửi đến các bác là đi 600.000 nhá. Đấy, 600.000 cho mã E20. Các bác về xử lý máy nó chạy hơi chậm. Đấy. không chậm đâu các bạn, nãy em xem ở cái thằng đồng hồ kia nó chạy thì từ nãy giờ cũng đều đấy, cũng không đến nỗi đâu. Nhưng cái này các bạn là nó có lúc ngọ lúc kia đấy, chứ không phải là em theo dõi thì chưa giờ là thấy nó có chậm. Rồi lên một con Senko nữa các bạn nhé, con Senko này cũng dùng pin tiểu cho các bác này. Con này máy kim nảy. Đấy, máy của nó máy kim nảy các bác nhá. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Con này máy của nó là máy pin tiểu các bác nhá. Chiều cao của nó 23 cm và chiều ngang của nó 24 cm. Mặt của nó thì mặt trong này thì bằng chất liệu là gỗ nhá. Đấy, cái này gỗ hết này. Còn trong là phốc, trong là cái gỗ hoặc là nhôm hay là phốc biết không biết, trong là nó đằng sau đấy là cái gì, đằng sau này cũng là gỗ nhé các bác nhá. Đó rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã này, mã số con 21, con mã E21 này. Đấy, con này em gửi đến các bác là 550.000 các bác nhé, 550.000 cho con mã E21 này. Đó. Em giảm luôn cho bác là nào có 500 nhá. Bác nào mà lấy con này 500.000 này, đó, con E21. Con này thì nó cũng có chảy xước ở đây nhé. Đấy, chảy xước ở cái phần trên này. Đó, các bác nhìn chưa? Cái phần trên này nó cũng có chảy nhé. Đó. Nó chảy xước góc giờ dưới này cũng có này. Đấy, 500.000. Một con máy của Senko, máy Nhật các bác nhá.
Rồi các bác quan tâm lên mã xem. E21 500.000. Rồi con này là con Senko này. Senko con này sử dụng cho bắt đầu vào biên tiểu. Máy của nó máy kim nảy các bác nhá. Máy kim nảy chạy đâu. Máy kim nảy chạy luôn. Con này nó bằng chất liệu bằng gỗ các bác nhá, bằng gỗ. Chiều cao nó 30 cm và chiều ngang của nó 33 cm. Con này có lên mã cho em là mã số 22. Con mã E22. Em gửi đến các bác là con này đi với giá là đi 330.000 cho mã E22 các bác nhá. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho mã E22 330.000. Tí em lấy pin nữa các bạn nhé. Con này thì nó có chiều cao của nó là đi hạng 47 cm các bác nhé, chiều cao 47 cm và chiều ngang của nó là 23 cm và mái của nó 24 cm các bạn, mái 24 cm và chiều ngang của lòng này được 23 cm thôi. Mặt kính đồng hồ của nó, đường kính của nó là đi 16 cm. Đấy, con này thì chế độ chuông của nó là keng keng, đấy keng keng. 30 phút không có các bác nhá. Đấy, chuông đánh rất to luôn các bạn, chuông đánh rất to luôn. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em con này nhá. Con này phải theo dõi xem nó có đồng hồ nó có chạy không và quả lắc không biết nó chạy như thế nào. Con này quả lắc của nó là chạy hơi yếu các bác nhá, chạy hơi yếu quả lắc này. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em. Con mã này là mã số 23. Con E23 nhé. Em gửi đến các bác là con này là 800.000. Đấy, 800.000 cho con mã E23. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là E23 800k. Rồi trong video có sản phẩm nào các bác quan tâm lên mã cho em và liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0818 này 132198 các bác nhé. Và trước khi rời video đừng quên ủng hộ, bấm cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh nhé các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.